Năm 2023 đối với Linh là một năm rất là nhiều cảm xúc. Như mọi người biết thì trước đó, 2022, Linh đã tham gia vào một game show khá là thành công là Ca sĩ Mặt Nạ và nhận được rất là nhiều tình yêu thương từ quý vị khán giả. Thì mình ngỡ như là năm 2023 sẽ là một năm khá là bùng cháy đang chờ đợi mình ở phía trước. Thì mấy tháng đầu năm 2023 đối với Linh thật sự là gần như là bùng nổ về biểu, mặc dù bây giờ nó đã đi qua rồi và Linh cảm thấy là cái điều nó xảy ra nó thực ra nó cũng là một cái dịp để mình nhìn lại bản thân mình, cũng như là để mình lắng nghe dư luận xung quanh và cho mình rất là nhiều bài học. Nói là bài học thì hơi nặng nề, nhưng mà Linh nghĩ là nó cũng khá thú vị. Vì nếu như mình cứ đi diễn tằng tằng thì cuộc sống của mình nó trôi chảy và nó dễ dàng quá. Thì sau cái sự cố, Linh nghỉ ở nhà vài tháng. Đồng thời là Linh nghĩ đó là một kỷ niệm rất là đẹp đối với Linh, và là một quyết định sáng suốt, đúng đắn khi mà mình tham gia cùng với 29 chị đẹp nữa. Thứ nhất là Linh thấy vui ạ. Thực ra thì Linh nghĩ phần lớn là do ca khúc. Bởi vì một ca khúc hay thì nó mới giống như là một bộ phim hay hoặc là một đề tài hay để người nghệ sĩ họ sáng tạo. Thì vốn bản thân ca khúc Anh, sáng tác của cố nhạc sĩ Xuân Phương, đó vốn là một ca khúc rất hay. Thì chỉ có điều là nó không dành cho nhiều cử giọng thôi. Nhưng mà một khi mình đã khởi lên cái niềm yêu thích đối với một điều gì thì ở bên trong mình sẽ tự có cái cách để mình sáng tạo và hòa hợp cùng với tác phẩm. Thì Linh nghĩ nếu Linh hát những bài bình thường chẳng hạn, những cái bài mà nằm trong cử giọng an toàn của Linh, thì chưa chắc Linh đã nhận được những lời khen như vậy. Và chính vì bài Anh là một bài rất hay và rất khó, đặc biệt khó đối với những người cử giọng ở tầm trung giống như Linh, cho nên có nhiều thứ, nhiều yếu tố nó cộng lại thì mới khiến cho quý vị khán giả khi họ xem thì họ mới cảm thấy có một cái điều gì đó nó trực chờ bùng nổ. Nhiều khi chính cái đó là cái đem lại cảm xúc cho người nghe. Cái chuyện drama hoặc là những cái tin đồn về một chương trình game show thực tế thì đôi khi cái tính chính xác của nó mình cần phải xem xét lại, và đôi khi cho dù mình đã xem xét lại chưa chắc nó đã đúng như mình nghĩ. Tuy nhiên là những cái tin đồn xung quanh một cái game show thực ra là tốt cho quá trình sản xuất game show đó. Cho nên Linh nghĩ là với tư cách là một người tham gia và chương trình chưa kết thúc thì Linh sẽ giữ bí mật tuyệt đối về phương thức sản xuất của chương trình. Chỉ có điều là Linh muốn chia sẻ ở đây cùng với quý vị khán giả, như Linh đã nói, đó là một quyết định cực kỳ sáng suốt và khiến cho Linh cảm thấy hạnh phúc, và đó là một cái kỷ niệm vô cùng đẹp đối với chặng đường trong con đường sự nghiệp của Linh. Thì có thể trong khi mình bàn luận về ý kiến, về trình diễn, về nhiều thứ cho một màn trình diễn, đôi chút mình có mâu thuẫn, nhưng mà Linh nghĩ rằng là trên tất cả, sau khi chương trình khép lại, quý vị khán giả sẽ thấy thực ra các chị em, mà không phải chỉ riêng gì các chị em, hầu hết những nghệ sĩ đã có tiếng ở trong làng nghệ thuật và họ duy trì được cái chỗ đứng của mình thì ít nhiều gì họ là những người có trái tim rất là ấm áp, và tất cả những cái suy nghĩ của họ Linh cho rằng là từ ban đầu nó là trong sáng và muốn tốt cho mọi người. Cho nên nếu mình nhìn vào mặt tích cực thì mình sẽ biết rằng là tất cả mọi người đều muốn tốt cho phần trình diễn của mình, thì những cái mâu thuẫn đó có thể có nhưng mà nó rất là nhỏ. Linh đã trải qua 6 tháng quay hình cùng với các chị đẹp và có một công diễn là Linh về đội của đội trưởng Hồng Nhung. Thì cho tức là tại vì chị Nhung không phải lúc nào cũng ở Sài Gòn như quý vị khán giả biết đó. Chị Nhung mời qua nhà không chỉ riêng gì với team của Mỹ Linh, Uyên Linh, Lưu Hương Giang, Phương Vi, mà với những team khác khi mà chị ấy trong đội á, chị ấy đều mời qua nhà, bởi vì chị Hồng Nhung là một người rất là quảng giao và chị rất là thích
cái không khí chan hòa và vui vẻ sẽ chia giữa các thế hệ chị em. Thì cái hôm mà chiếu lại tập công diễn Vòng Hương Ngọc Lan, chị Hồng Nhung có muốn rằng là mấy chị em qua nhà ở Sài Gòn để các chị em ngồi ôn lại kỷ niệm, nhưng mà rất tiếc là Linh hôm đó Linh bận đi diễn, còn chị Mỹ Linh cũng vậy thì phải. Linh nghĩ thôi thì 9 bỏ làm 10. Bản thân Linh cũng có những điều không hài lòng. Linh nghe nói từ bên phía sản xuất là 30 chị đẹp là 30 cái tâm thư. Linh cho rằng chắc là đây là lần đầu tiên ở Việt Nam mà lực lượng sản xuất phải gọi là sao, phải take care, phải lo cho 30 chị đẹp, mà chị nào thì cũng có những cái yêu cầu riêng, có những cái tiêu chuẩn, và đại khái là có những cái tiêu chuẩn riêng. Thì làm sao để mà mình cân bằng được ước muốn, mong muốn, nguyện vọng, rồi lịch trình. Chỉ riêng về chuyện cân bằng được lịch trình của 30 người là Linh đã thấy là rất là đáng nể cho cái nỗ lực đó. Cũng như Linh biết rằng là các chị đẹp đắc xô, thậm chí là phải hy sinh xô của mình, vì mọi người chỉ quay được ngày đó thôi. Nếu mình không quay thì sẽ rất là ảnh hưởng. Thì cái đó là cái mà Linh cực kỳ trân trọng, bởi vì đó là cái tinh thần là đã chơi là chơi tới cùng. Cho nên Linh rất hiểu khi có một số chị đẹp nói rằng đã chơi là chơi tới cùng và muốn điều tốt nhất cho chương trình, cũng như là chơi với tinh thần rất là thượng võ đi. Linh hiểu lắm. Tại vì hơn ai hết mình cùng là dân vocal với nhau, cho nên mình biết cái tình hình show nó như thế nào. Thì Linh nghĩ là ví dụ như mọi người, chính ngay cha mẹ, anh chị em hay vợ chồng, mình sống chung một mái nhà bao nhiêu năm như vậy, mình vẫn có những cái mâu thuẫn. Thì làm sao một cái tập thể 30 celeb rồi hàng trăm con người trong đội ngũ sản xuất có thể mà không mâu thuẫn được? Chắc chắn là có những cái không hài lòng. Nhưng với cá nhân Linh, bây giờ phát sóng thì chưa xong, nhưng chương trình thì đã quay hình xong hết rồi, thì Linh vẫn giữ nguyên suy nghĩ rằng chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 là một trong những điều tuyệt vời nhất đã từng đến với Linh.